chào bà con. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, mình sẽ tạm biệt bà ngoại cùng với đứa nhỏ để trở về xứ sở kangaroo. Để bắt đầu về đó mình nhảy tân đi kiếm việc ha bà con ha. Tại vì ngày hôm nay thì bà ngoại cũng đỡ nhiều rồi, thì có thể tự ăn lấy được, rồi có thể tự ngồi được, coi như không phải nhờ vả tới con cháu gì nữa. Đó là trong những ngày về rồi có con cái chăm sóc thì bà bây giờ đã tỉnh táo nhiều rồi, có thể phân biệt được nhiều thứ người thế kia, có thể tự ngồi tự ăn đó, và có thể tự ăn nó lấy. Rồi chúc mừng bà đã được khỏe mạnh rồi, sống thêm được ngày nào hai ngày đó với con cháu. Vậy anh chị bên Mỹ cũng đã về rồi, rồi em bên Mỹ cũng về rồi, trở lại Mỹ hết trơn trọi rồi. Giờ còn mình thì ngày hôm nay mình và bên mấy đứa con sẽ trở lại xứ sở nhà Cà Tân thôi bà con ha. Nhà Cà Tân bắt đầu mới đứa nhỏ đi học, còn mình sẽ nhảy lên xe đi kiếm việc. Thì hy vọng rồi ông trời sẽ ban cho công việc làm vẫn như công việc mình thích, đó là làm về điện tử, thì công việc nó cũng nhàn hạ chứ không có nặng. Rồi lương họ trả cũng tương đối khá cao so với những đồng lương khác. Đó. Thì bây giờ bà đang thích thú các diễn trò của đứa cháu đang ở đằng sau mình đó. Nó không muốn hình ảnh vô thì ra mình không muốn, nó không muốn thì cũng chẳng muốn quay làm gì. Thì bây giờ đằng xa nó đang nhảy múa này kia là cho bà vui vẻ. Lát nữa nó sẽ từ biệt bà để trở về xứ nhảy Cà Tân. Rồi, mày muốn vô cái phim gì không? Vô phim chút gì không? Đây, lát nữa cái ông mà cầm máy quay như anh này nè, từ biệt bà nha. Để ngày mai bà không thấy ông quay phim này nữa. Dạ. Vô gì? Trong mẹ mày vô mà. Hiện tại con gái út thì muốn về nhưng mà về chưa được, tại vì đợt này cái nhiệm vụ vẫn còn đang đặc biệt, thì về đây chăm sóc được ngày nào hai ngày đó. Thì bà tình nguyện, con gái út tình nguyện ở lại thêm 3 tuần để chăm sóc mẹ già trước khi trở về Úc. Nhà xứ sở nhảy cả dịch không? Vừa rồi nhảy cả tân, bây giờ nhảy cả dịch. Vậy bà hôm nay tỉnh táo nhiều rồi, thì mình cũng không quên cảm ơn những lời phê bình của những người mà quan tâm tới cuộc du lịch của mình ở Việt Nam. Những lời phê bình của mình, của bà con đó, đã giúp mình thêm tinh thần cũng như biết cách chăm sóc mẹ già của bà xã. Cảm ơn bà con nhiều nha. Mình cũng áp dụng vô những cách thức mà bà con phê bình những lời khuyên nhủ như thế nào đó. Thì bây giờ bà tỉnh táo nhiều rồi. Mai về không được. Hôm nay trở lại xứ nhảy Cà Tân. Còn Cà Dực thì ngày mai, ngày mốt bắt đi Cà Dực kiếm việc mới. Thì hy vọng công việc cũ người ta vẫn cho. Rồi khi nó cho việc thì bắt đầu mình đi cày tiếp. Rồi để dành chút xíu tiền rồi bắt đầu đi chơi tiếp, bây giờ tuổi cũng đã xế chiều rồi. Thì bây giờ tới lúc mà phải hưởng thụ, chứ không hưởng thụ thì mai kia già giống như bà ngoại đó, mấy đứa nhỏ đó,
bây giờ muốn đi chơi cũng không được, mà muốn muốn đi lại cũng rất là khó khăn. Bây giờ bà hôm qua bà muốn thử đi mà không nổi, bà bò mà cũng hơi khó. Giờ hiện tại thì bà đang có thể tự ngồi được thôi. Ok, một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả bà con đã quan tâm tới nha. Rồi bây giờ xin chào tạm biệt, đây còn có mấy tiếng nữa thôi, rồi lát nữa tới lúc mà chào bà mình sẽ quay lại một phim chút xíu để coi cái tình trạng của bà lúc đó như thế nào. Rồi cảm ơn bà con nha, rồi bye bye.